Em Vũ xin chào bà con cô bác trở lại màn ảnh này. Gãi chiếc neo bán đồ cũng hết trơn rồi, còn cái bình xăng con bộ e hả? Bộ e không biết có bán chưa ta, không biết bộ e chỉ còn thôi. Bộ e còn gắn xe rồi, đang dính xe, đang gắn trên xe đúng rồi, đang bộ e đang để xe xài rồi. Bây giờ bán bình xăng với cái co của thằng Phu Chà Neo này là hàng zin trên xe về dớt xuống luôn nha. Em bán là 900.000 nó bao gam ti bao xăng dư cho bà con luôn nha. Cái riêng cái bình này nè, hàng zin trên xe rớt xuống, nguyên thủy nguyên zin, bình xăng của Phu Chà Neo kim đời 2008 hay là 8 hay là 7, nếu kim 2007 gắn đường neo kim khác cho nha, gắn được neo kim, gắn neo kim 2005 để 6 là 7 là 8 là 9 là 10 khuyết rồi gắn Phu 2 được luôn nha, quán quanh pha 110 được luôn nha. Còn ai muốn chế qua mấy cái dòng xe quay rim thì bà con chế qua được luôn nha, nó dễ ẹt xài à. Rồi chế gai gin, kim đót gin gin hết nha, bình chưa đóng cối gì hết nha. Chỗ này nè, nó có chốc nước sơn một chút xíu, hơi liếm xíu xíu, chưa có phạm thịt gì nhiều nha, cái gót ở dưới vẫn còn nha. Đó, hàng gin thì nó vậy á. Hàng gin thì nó vậy đó, chế gai gin thì nó vậy thôi. Le khá là đẹp luôn. Rồi là đầu zin nè, mép ốc đầu đẹp nè. Nó 900.000 nha bà con ha. Bình neo. Rồi bán bình với co chung không tách co ra nha. Lấy cọng dây thun ngoài giùm hay là lấy cái bọc bỏ đựng này vô để rớt hàng ốc ở dưới. Rồi có ba cái bình xăng này là em bán xô, em chưa có xúc rửa nha. Bán xô thì mình bán cho anh em thợ giá là 350, còn nếu mình xúc rửa lên xe thử đâu đó đàng hoàng hết trơn á thì 100.000 nữa, là mướn thợ làm 100.000 nữa là 450. Ở đây thì xúc bình xăng rửa chuyên nghiệp cho nên là sẽ chắc cú. Còn cái này là chưa xúc nha, mấy bà này giờ quay a đầy cao đẹp 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 không nè, chưa xúc nha. Rồi anh em nào mà mua bình quét thái đúng không, quét thái mới về nè, bình đẹp đẹp không luôn, em bán show cho bà con là 350. Đây đó, bình xanh lè quét thái. Ở bên Thái nó có cái dòng quay A, bên mình kia bằng quay ếch thái, bên bển nó có dòng quay A là quay anh pha bụng của mình ở đây nè, nhưng mà bên Thái nó có cái dòng quay anh pha bụng Thái, nó xài xá xị nó đó xài tốt lắm. Gam ti mượt với nó chạy ngọt, tiết kiệm xăng ngọt lắm. Rồi cái bút lông ghi đại lên đây đi. Clip này em quay mấy cái bình này nè, quay A này cao, nó sẽ là chén cho thân bình nó hai màu đẹp vậy nè ha. Quá trời bình này đẹp luôn. Lấy đầu khử chế ra hai bình kia tiếp theo thôi. Số 1. Trời ơi, số 1 này là hàng đỉnh của chớp luôn, trái gai green kim đốt green không có liếm luôn bà con ơi. Rồi anh em nào có mua thì chốt số 1 này khỏi suy nghĩ nha. Số 1 này 350.000 cái giá này quá trời hấp dẫn luôn nha. Ok luôn. Số 1 là như mới luôn nè. Thân bình chén bình mới rửa bên ngoài à, chưa có xúc bên trong, mình về nhà phải xúc lại mới được. Xúc lại canh chỉnh lại không thôi là nó bị nghẹt. Số 1 350. Số 2 le đẹp. Số 2 cái khóa này mới qua bụng, mới thay khóa. Bắt le đẹp. Thay khóa thì nó không chảy xăng thôi, tốt thôi, cái không gì cái khóa nó không ảnh hưởng được. Mình mua dạng cái bình là mấy trăm ngàn, 350.000, tiền ship 25.000. Mình về mình để lên quay rim này này kia chạy, hoặc những cái xe Trung Quốc đi làm này kia nọ đó thì nó sẽ đỡ tiết kiệm xăng. Còn mấy cái bình dạng như hàng cọp trên xe rớt xuống 1 triệu mấy 2 triệu đâu ha, thì nên tao sẽ quan trọng chú ý lên những cái này ta cần gin hết. Còn mấy cái bình cỏ này thì 350 thôi, mình cũng châm chế dùm cái phần co này khóa này dùm ha. Số 2 bình quay A đề cao, có ống đồng bách le đẹp, le gió đẹp đó. Chiếc ga nè, chiếc ga nó nhỏ xíu nè, nó không có liếm luôn nè ha. Chiếc ga đen rượu nhỏ xíu không liếm luôn, nó tiết kiệm xăng lắm. Trời ơi, chiếc ga im quá trời luôn. Rồi số 2 350.
số 1, 2, số 3. Cái này để trên kệ đi. Cái này nè, để trên kệ riêng. Số 3. Trời ơi, số 3 này không liếm luôn, cái lô bình này ok nha bà con ha. Còn ai mua qua ép Thái đó thì cũng 350, xúc thì 450 vậy thôi. Lựa cho, tại qua Thái mới về được 10 bình. Rồi 350 luôn. Số 3. Que đề cao. Que đề cao nãy chứ ra không liếm hả? Rồi. 1 2 3 đều đẹp hết. Chạy ra không lấy một cây. Rồi nhớ lưu ý giùm em là giờ phải xúc lại mới được nha bà con ha. Không xúc ngạt trong đâu xài được. Chạy xăng. Chạy xăng hoặc là không mướt. Mình xúc sơ sơ lại. Mà nói chung mình thằng muốn im thì phải xúc kỹ. Còn ai mà không muốn xúc thì ở đây mướn đây ta xúc thì ta lên xe chỉnh luôn, là 450 đã thêm 100 ngàn nữa đó. Rồi bình ghim 125 nữa nè, giới thiệu luôn. Bình ghim 125 mới về với quay A mới về, quay Thái mới về nè. Ghim 125 nếu bán xô cho bà con rửa bên ngoài sạch sẽ, bên trong chưa xúc á, là 500 ngàn. Còn xúc rồi luôn là 600. Đó. Còn bình quay F Thái thì 350 xúc luôn, hiện trăm nó 450. Quá Thái đẹp ghê không? Quá đẹp, quá đẹp. Rồi ghim cũng vậy đó nè. Ghim 125. Là chưa xúc thì chưa xúc rửa nè. Nếu mà vệ sinh sơ sơ bên ngoài thì sẽ là 500. Rồi, xin chào bà con cô bác nha.